Anh em cần là pass VIP, pass cao cấp, liên hệ ngay số điện thoại Zalo đang hiển thị trên màn hình. Vâng, và xin chào tất cả anh em. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Tiếp tục trong cái video này thì mình sẽ làm con tàu USS CGX-21 anh em nhé. Có một bạn yêu cầu mình làm con tàu này với cái bộ trang bị đó là full tên lửa của Nhật Bản, đó là Type-40. Cái đoạn này là JHGV là loại huyền thoại anh em nhé. Pháo là Monarch, trực thăng là VKZ-19. Pháo tự động là Maklin, phòng không đó là Gakpun. Cái này thì theo mình đánh giá là dành cho cái bộ trang bị dân cày chay chính hiệu rồi. Và cái này thì cũng không có gì để mà bàn cả. Nếu như mình là một người cày chay ấy thì mình cũng sẽ lắp cái bộ trang bị kiểu kiểu như thế này. Có chăng thì mình sẽ thay đổi lại một chút ở cái tên lửa ấy. Mình sẽ lắp cái loại Scanava. Cái Type-40 thì nó cũng được thôi, nhưng mà nó sẽ phù hợp ở một số những cái địa hình nhất định. Type-40 thì nó sẽ giúp anh em bắn ở cái cự ly kiểu nó góc khuất ấy, nó sẽ tốt hơn. Nava thì cái đường của nó thì nó thấp hơn. Trận này nghe về hơi toang nhỉ, theo mình không có tàu sân bay. Không có tàu sân bay nhưng mà lại có thiết giáp nữa cơ, ôi dồi ôi. Có mục tiêu yếu máu này. Con này là con tàu khá là yếu máu đấy. Anh em mà có thể lợi dụng con này được. Vã chết cha đi. Đấy, anh em thấy không? Bắn cho nó cái thế là nó oải luôn rồi. Cho nó hai quả nữa, không biết nó có chết không. Coi như vậy là nó cũng chết à. Nhưng mà nó cũng yếu máu lắm rồi đấy. Bây giờ là team mình bắt đầu là vào cái thế bất lợi đây này. Có cái thằng rốc như thế rồi. Ở đây cũng may nó chết nhá. Nó mà không chết thì giờ hơi. Rồi bây giờ anh em mình quây quần lại với nhau đi. Anh nào đây? Anh mắt xa. Em nhìn mãi mới em mới phát hiện ra anh. Rất là so di anh. Rồi có một con mi nó đi ra đây nó chiếu ngươi mình thế này. À đây rồi, đây rồi. Ở đằng xa có cụ Nakimot kìa. Có cụ Nakimot kìa. Anh em đứng đây vã bỏ mẹ đi chứ sợ cái gì. Ô, nghe có vẻ hơi toang nhỉ. Nghe có vẻ hơi toang nhỉ. Có gì mà phải xoắn. Cụ massage cụ ý đi hơi sớm. Anh em ơi, Mogami này sao nó cứ đi lòng vòng thế. Anh em mà vã chết cha đi. Ơ thế thằng tàu sân bay ở đâu? Anh em không biết đường lên map à? Tem mình có kiểu gì ấy nhỉ? Ôi, tuần nhà vừa thấp à. Thôi mở đường máu đi các ông ơi. Tôi chả tin tưởng gì vào các ông nữa rồi. Rồi. Bắn đi, bắn, thằng ngầm này, thằng ngầm nó nổi lên rồi, Cái này mới là cái bắn này này. Mày em chơi tao à? Thằng tàu sân bay là nó thoải mái quá trận này. Tôi đùa với cậu đúng không? Tôi nhờn với cậu đúng không? Thằng ngầm bỏ qua luôn, không nói nhiều. Ui dồi, đau chưa? Đau chưa? Kết liễu. Em xin hai mạng. Đây nói chung là đồ cày chay nhưng mà cái level 25 thì nó vẫn là một cái gì đấy nó khác bọt anh em ạ. Bắn nó vẫn phê hơn đúng không? Chứ còn nếu như mà anh em lắp cái đồ level 15 vào nó lại là một câu chuyện khác đấy. Tự nhiên mình không nói là mình cấm anh em đấu online nhưng mà anh em hạn chế thôi. Chủ yếu là cái lúc này là cái lúc trước cấp độ 25 ấy, gọi là cái giai đoạn anh em ươm mầm đấy, ươm mầm cho nó khỏe mạnh lên. Sau này hãy chơi. Chứ yếu mà cứ ra gió thì bảo tại sao là em lắp đồ này yếu, em lắp đồ kia cùi. Trận này thành phố bị lãng quên cũng được. Này cái loại Type-40 nó cũng phù hợp này. Phá map tốt. Ở cái bộ trang bị này thì mình đánh giá là nó hơi yếu ở cái khoản check map ấy. Cái con trực thăng ấy, nếu mà anh em cố gắng đầu tư được cái con V-280 ấy, bởi bây giờ sau cái đợt sự kiện vừa rồi thì giá của con V-280 nó giảm kinh khủng lắm. Giờ mình nhớ khoảng 200-300 gì đấy anh em có rồi.
cố mà đầu tư đến con trực thăng. Tàu sân bay bên mình trận này nó chơi hay nha. Chưa nhìn đã biết rồi. Leo vào bao nhiêu? Đấy, leo vào 50 luôn ạ. Nhìn ấy biết ngay. Xin tí tầm nhìn nha. Anh em mang cái bộ trang bị này thì cứ đứng lùi từ xa bắn cho mình nhé. Cứ lùi càng xa càng tốt. Tàu sân bay mình nhớ chơi hay đấy. Nhìn nó biết rồi. Cái gì đây? Tàu ngầm à? Ô thế nãy giờ mình cứ tưởng là cụ nào. Ui, đội bạn này hay ngầm. Úi dồi ôi. Ôi dồi ôi, tàu sân bay kìa. Mình còn chưa làm được cái gì luôn đấy. Thế với anh em là mình chưa làm được cái gì luôn đấy. Thôi bỏ qua đi. Ôi dồi ôi. Đội bạn nát thế. Ôi. Vâng anh em ơi, anh em có thấy cái gì đây không? Đây là cái chiếc tàu mà khi mà mới vào game anh em được tặng đấy. À anh em mua giá 500.000 đấy. Hurricane PC3. Con đi là con thiết giáp anh em nha. Con đi con thiết giáp đấy. Thiết giáp hạng PC3 đấy. Anh em là chưa biết thì mình giới thiệu luôn. Thiết giáp hạng PC3. Thằng ngầm thì nó nổi kìa. Thằng ngầm nó nổi kìa. Anh em phải tranh thủ một phá mát đấy chứ. Rồi kéo khi phải đi làm lại trận khác anh em ạ. Ông nào ông mang con PC3 đi đây này. Anh em chờ chút mình xem rồi này. Tham chiến 1.300 trận rồi. Mà tại sao lại vẫn mắc phải những cái lỗi như thế này nhỉ? Mang đồ quá level đấy. Các ông là làm rất là mất thời gian của tôi. Nào thôi mấy ông nổi lên đi cho nó được việc. Có thật đấy, nổi lên cho được việc. Cứ bày đặt nặn nặn. Xả được mấy quả ngư lôi. Các ông phá hỏng hết cả cái trận đấu thứ hai này của tôi rồi. Yêu cầu thí sinh cuối cùng lộ diện. Level 20 cầm Dogecoin TK hình 8. Chết cha rồi anh em ơi, con này đợi nó nổi lên thì lâu lắm. Tại con này oxy nó trâu lắm ấy. Anh em nào có phóng lựu hay là có ngư lôi xả chết cha đi. Mình giờ chịu chết rồi. Cái này cũng là một cái ý mà mình lúc nãy mình định nói với anh em mà lại quên mất. Đó là cái lúc mà mình bảo là nếu như là mình ấy thì mình sẽ nắp cái loại Nava đấy. Nhưng mà mình sẽ không nắp full hết cái Nava đâu. Mình sẽ phải để chừa lại một cái khe. Có thể là như thế này này, nắp U8 hoặc là Type 07 ấy. Đấy, để đề phòng những trường hợp như thế này này. Đấy, cái cách chơi của mình là như vậy chứ mình sẽ không nắp full hết. Đấy, bây giờ nhiều ông hay chơi ngầm lắm. Đương nhiên là anh em nắp như vậy thì anh em sẽ phải chấp nhận cho nó hụt đam đi một tí. Anh em sẽ không có đam. Tức là nó sẽ không mạnh bằng cái việc anh em full Nava hay là full Type 40 như thế này ấy. Nhưng mà được cái thì những trường hợp như thế này anh em vẫn có thể gây sát thương được. Xin phép là mình sẽ phải đi đấu lại một trận khác. Cái trận này gặp cái tem nó lỏ quá, nó cầm cả con thiết giáp PC3 đi nó đánh. Không thể nào mà chấp nhận được. Nên có như CGX này hay là con 2145 này. Đấy, những con như thế anh em nên có một cái khe để chúng ngầm. Cái con này thì anh em cầy chay chính hiệu ấy. Anh em chơi con này là hợp lý rồi. Còn con 2145 thì thực ra thì nó cũng giống con này thôi. Nó là một cái bản nâng cấp của con CGX này. Nó thua cái con CGX ở cái điểm đó là nó không tàng hình được. Đó, nhưng mà được cái thì nó lại mạnh hơn rất là nhiều. Con 2445 ấy. Nhưng mà nó lại là mua bằng vàng cơ. Đấy, mua bằng vàng thì lại dành cho anh em cây chay theo kiểu như là cây chay có kinh nghiệm lão làng rồi ấy. Đấy, lúc ý mới đủ kinh phí để mua. Nó 25.000 vàng cơ anh em ạ. Nó không rẻ đâu. Con này thì có 70 triệu thì anh em mua được. Nói chung là cày một thời gian ngắn là mua được. Cái cốt lõi thì cái con này nó vẫn yêu cầu anh em là phải có cái level 25 ấy. Đó, thì lên đến cái level 25 rồi thì anh em mua con này. Lắp cái Rapid Fire vào để phòng thủ. Trường hợp mà anh em chơi kiểu sợ chống ngầm hoặc sợ tên lửa đấy, có thể lắp Rapid Fire. Mình thì thích Maclean. Nói thật là mình thích Maclean hơn. Ô thế trận này. À cũng được, tưởng là không có tàu sân bay. Bên mình là Mid à? À Yamato ạ.
bên kia cũng Yamato. Được, cần kèo đấy. Trận này mình sẽ cố gắng là không thả cái trực thăng. Mình sẽ chỉ thả khi nó cần thiết thôi, bởi cái map này nó rộng lắm. Thả sớm nhiều trận thì nó cứ hay bị chết ấy. Cái lúc này muốn nhờ đồng đội đi tìm cũng khổ. Bay cao thế hả ông? Úi giời, úi giời. F90 à? Tấn công như thế này thì chắc là F90 rồi. Thằng tàu sân bay bên bạn là ẩn tên vào 36. Khốn nạn đấy. Khốn nạn đấy. Có lẽ là mình sẽ cần phải thả con trực thăng rồi anh em ơi. Không ăn thua rồi. Đấy rồi. Anh em ơi, chuẩn bị nào. Anh em mà chuẩn bị vào cái tư thế chiến đấu. Cái thằng nào nó ở trước mặt tôi không biết. Thằng nào trước mặt mình đây? Lộ diện ra. Đau chưa? Tao bắn cho mày chết luôn, cho mày không kịp núp luôn. Mày núp với tao này. Chưa một thằng nào núp được với tao đâu. Nếu như ở cái góc như thế này núp với chúng tôi này, hai viên Monarch nữa không chết à. Anh em đi tiếp đi, bên đó mất một con tuần dương rồi. Mình là có thằng ngầm nó đi trước, nó chống lưng cho, không phải lo. Cái ông gì đây, Hàn Quốc, Trung Quốc gì đây, thiết giáp ở đây rồi. Đạn này đạn của thiết giáp à. Thằng ngầm sao nó không nặn nhở? À đây nó nặn rồi. Đấy, tưởng là bạn không biết ấn nút nặn ở đâu thì chết tôi. Anh nha. Núp nhanh đấy nhở. Mà thằng 40 nó bay hơi cao đấy bạn ạ. Bạn cứ cẩn thận. Ui dồi ôi, kỳ lin này. Ui dồi ôi. Ui dính chưa hết kìa. Anh em bình tĩnh để tôi về tôi quây thằng kỳ lin này đã. Vô lao mà cặp. Ui dồi anh em ơi. Em xin lỗi nhá. Em không biết có sự hiện diện của anh. Em không biết là có sự hiện diện của anh. Hết sức là so si anh. Em phải quay về em xử sống cái thằng này đã. Chết không? Rồi chết rồi. Còn bây giờ em mới tìm đến cụ già này. Cái map này thì cứ thoải mái mà chơi thôi. Đã có lợi thế rồi, cứ thoải mái mà chơi thôi. Cụ già hình như ở đây đúng không? Đây rồi. Em nhìn cái phòng không này biết là của cụ rồi. Ấy, gặp cái trận này bắn nó mới sướng nha anh em. Bây giờ đứng đây tay rồi mới cụ luôn. Ôi trời ơi, có lợi thế mà. Ôi, cụ chết rồi, không nói nhiều. Ba bạn ra đi ạ. Ôi, thế mình ăn hết ba bạn à? Vãi. Này, con B52 này anh em ơi. B52 nhìn to thật đấy. Giờ mở tiếp góc, đây là tàu sân bay đây này. Cái thằng ẩn tên đấy, lúc đầu mình nói đấy. Đấy, Storm thì phòng thủ kém lắm. Một trong những con tàu sân bay mà mình khuyên anh em là không nên chơi. Làm gì có khả năng phòng thủ đâu. Tên lửa bắn ra thì làm cái gì? Phóng lựu bắn ra tôi còn chịu, nhưng còn tên lửa bắn ra tôi lại ít sợ. Đấy, mình khuyên anh em là không nên chơi con RF Storm này. Giá rẻ của chúng tôi này. Thích chơi tàu giá rẻ của chúng tôi à. Cho bạn một loạt tên lửa nữa vào mồm. Giá rẻ với chúng tôi là chết chưa? Không, chưa chết à? Sống dai thành huyền thoại ấy nhở? Được. Ra đây. Mình tiếp bạn luôn. Nhá, tiếp bạn luôn. Và ra đây. Mày chơi tao. Cho mày phát nữa này. Mày chơi tao này. Ô, có vấn đề gì nhỉ? Sao lại 5 kin nhỉ? Đội bạn này yếu đuối quá. Không ăn thua. Mình tưởng thế nào? Chịu 9 đam. Bây giờ thôi, nói chung là đi xử các bạn này như một gọi là một đội hình mới tập chơi ấy. Đội bạn quá yếu đuối luôn. Đây, anh em xem lại cái bộ trang bị này nhá. Cũng khắm phết đấy, đừng có đùa. 240 này thì nó bắn theo kiểu địa hình tốt.
anh em có thể thay thế một cái khe bằng cái khe chống ngầm ấy, giống như mình đã tư vấn. Nói chung cái bộ trang bị này mình nghĩ là ok rồi, dân cày chay thì lắp được đồ như thế này là quá là ổn rồi. Vâng, và cảm ơn tất cả anh em đã xem hết cái video của mình. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong cái video sau.